Trước sự việc gây xôn xao dư luận tại chùa Ba Vàng, Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khu vực phía Bắc đề xuất Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra quyết định tạm đình chỉ tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với trụ trì chùa Ba Vàng là Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trong thời gian chờ hội nghị Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra quyết định cách chức theo đúng quy trình. Đồng thời, Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối Đại tăng Giáo hội giao Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm thầy giáo giới cho Đại đức Thích Trúc Thái Minh theo luật Phật. Liên quan đến việc này, tối 27 tháng 3, trao đổi với phóng viên báo Người Lao động, trụ trì chùa Ba Vàng, Đại đức Thích Trúc Thái Minh nói các cụ thì có quyết định rồi, bản thân tôi là một thành viên trong giáo hội nên giáo hội có quyết định, như thế nào thì mình thực hiện thôi. Khi được hỏi về việc trước đó cơ quan chức năng làm việc về việc tổ chức bắt ma, áp vong tại chùa Ba Vàng, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã từ chối trả lời. Cùng trong chiều 27 tháng 3, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí, cho biết đến thời điểm hiện tại bà Phạm Thị Yến, sinh năm 1970, quê ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, hiện trú tại tổ 6, khu 5, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, không có mặt tại nơi đăng ký nhân khẩu là phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long. Trong chiều 26 tháng 3 và sáng 27 tháng 3, anh em xuống tống đạt quyết định xử phạt hành chính đối với bà Phạm Thị Yến về vi phạm nếp sống văn minh nhưng bà Yến không có nhà. Sáng 27 tháng 3, cơ quan chức năng đã gặp được con trai bà Yến. Con trai của bà Yến xác nhận hộ khẩu của bà Yến vẫn ở đấy. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi chùa, bà Yến không trở về nhà ông Hà cho hay. Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và khu dân cư, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung thành phố Uông Bí đã tống đạt quyết định. Con trai bà Yến là người nhận quyết định thay mẹ và đã nộp phạt ngay trong ngày. Trong khi đó bà Phạm Thị Thúy sinh năm 1967, ở tổ 2, khu 3, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, là chị gái bà Phạm Thị Yến, chia sẻ cũng không biết em gái mình đi đâu. Khi ra tòa ly hôn, Yến để lại hết tài sản, nhà cửa cho chồng và hai con, nó nương tựa cửa chùa thì cần gì. Lâu lắm rồi, Yến cũng không liên lạc gì với chị em trong gia đình bà Thúy cho hay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí cho biết thêm đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đang tập trung xác minh thu thập tài liệu về việc bắt ma, thỉnh oan gia trái chủ các vi phạm thông tin, trục lợi, vi phạm về sinh hoạt tôn giáo tại chùa Ba Vàng của bà Yến. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn chưa triệu tập bà Phạm Thị Yến. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.